Ngọc thơ thời báo.d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin. Nông sản Việt lại mắc kẹt tại cửa khẩu Việt Trung. AFA tiếng Việt ngày 2 tháng 6 loan tin khoảng 700 xe sầu riêng mắc kẹt tại cửa khẩu Trung Quốc Việt Nam. Theo đó hơn 700 xe nông sản, hầu hết là sầu riêng bị lùi thông quan mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất qua Trung Quốc. AFA dẫn lời ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho truyền thông hay trong ngày 1 tháng 6 rằng tình trạng xe nông sản của Việt Nam bị tồn ở cửa khẩu này diễn ra hơn một tuần qua. Ông Duy cũng cho biết xe hàng bị tồn là do sầu riêng trong nước đang vào vụ thu hoạch và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vẫn theo ông Duy, hiện năng lực thông quan tại 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn ổn định với hơn 1.000 phương tiện mỗi ngày. Ban quản lý đã làm việc với phía Trung Quốc yêu cầu hải quan Trung Quốc làm thêm giờ, tối ưu hóa việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu hữu nghị và bố trí thêm nhân sự để đẩy nhanh quá trình thông quan hàng sầu riêng qua các cửa khẩu Tân Thanh. Trước tình hình trên, AFA cho biết tối 31 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu 8 bộ cùng các địa phương, cơ quan liên quan sớm tìm ra các xử lý, thúc đẩy việc thông quan nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc. Ông Chính qua đó giao cho các đơn vị ra soát quy định về nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, phối hợp với các cơ quan chức năng nước này để đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian hiệu suất cho thông quan, nhằm tránh tình trạng hàng hóa bị ủng ứ, dễ hư hỏng trong điều kiện nắng nóng hiện nay. Bên cạnh đó, AFA cho biết thêm, do sầu riêng đang vào vụ thu hoạch, hiện tại thị trường bán lẻ Việt Nam giá sầu riêng mua sang kinh Sầu riêng ngon nhất thế giới chỉ còn 650.000 đồng một ký. Sầu riêng đã tách vỏ, tương đương 27,68 USD, giảm một nửa so với đầu tháng 3. Giá bán sỉ của nhà vườn miền Tây cho thương lái cũng đang giảm mạnh, chỉ khoảng 130-150.000 đến đồng một ký, giảm 40% so với tháng trước. AFA dẫn lời ông Đặng Mạnh Khương, đầu mối chuyên bán sầu riêng ở Cần Thơ, so với giữa tháng 3 giá sầu riêng đã giảm khoảng 50 đến 70 phần tùy loại chủ yếu vì nguồn cung dồi dào và Trung Quốc giảm thu mua mua sang kinh có nguồn gốc từ Malaysia đã được người dân khu vực Tây Nguyên đồng bằng sông Cửu Long trồng thử nghiệm và cho ra trái 3 năm nay so với các năm trước năm nay sản lượng mua sang kinh tăng gấp 3 tới 5 lần hình ảnh Trung Quốc trồng thử nghiệm sầu riêng Thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng sầu riêng Đông Nam Á, tuy nhiên đây không phải là thị trường bền vững cho loại trái sầu riêng nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung. Đối với sầu riêng, truyền thông cho hay Trung Quốc đã tiến hành trồng thử nghiệm ở đảo Hải Nam và sắp đến vụ thu hoạch vào tháng 6 tới. Ngoài ra, họ còn được chính phủ Lào cho phép trồng sầu riêng tại Lào nhằm tiêu thụ tại Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã cấp phép nhập khẩu chính ngạch cho Thái Lan, Malaysia và Philippines đối với mặt hàng này. Do đó, thị trường xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ bị thu hẹp trong thời gian tới, trên thực tế giá sầu riêng hiện nay đã giảm mạnh chính phủ việt nam cần có chính sách phát triển thị trường cho nông sản việt nam không thể cứ mãi phụ thuộc vào thị trường trung quốc rồi năm nào cũng tái diễn cảnh được mùa mất giá ngoài ra thị trường trung quốc còn tiềm ẩn rủi ro vì lệ thuộc vào tình hình chính trị giữa hai bên cứ mỗi khi trung quốc gây hấn trên biển thì họ cũng làm khó nông sản việt nam tại các cửa khẩu như hạn chế nhập hàng ngưng nhập hàng kéo dài ngày khiến nông sản hư hỏng phải đổ bỏ những câu chuyện này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Nông dân Việt Nam cũng cần phải thay đổi phương thức canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ để có thể đáp ứng những thị trường khó tính nhưng bền vững hơn như Nhật Bản, EU, Mỹ. Có như vậy thì mới thoát được sự phụ thuộc vào anh bạn vàng để cán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Nông sản Việt lại mắc kẹt tại cửa khẩu Việt Trung. Việt Nam cần thay đổi để tránh sụp đổ. AFA Tiếng Việt ngày 30 tháng 5 có bài phỏng vấn kinh tế gia Bùi Kiến Thành về tình hình chính trị Việt Nam với tựa đề Việt Nam tiến tới cuộc đổi mới và tìm bệnh căng cho khối ung thư phải gỡ bỏ. Hình ảnh bài trên AFA. Theo kinh tế gia Bùi Kiến Thành, hoàn cảnh ở Đại hội 6, lúc đó đảng Cộng sản chưa thể nào thấm nhuận được nên kinh tế thị trường là như thế nào vì vậy văn kiện nghị quyết của đại hội đảng mới có những cái đuôi đi tiếp theo viết rằng nền kinh tế việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường chưa dám nói rằng đây là nền kinh tế thị trường kinh tế già bùi kiến thành cho rằng việt nam cần đi tới một xã hội dân chủ công bằng văn minh chứ không phải là một xã hội độc đảng đây là công việc mà việt nam cần phải làm để hội nhập cùng thế giới Cố gắng bài trừ tham nhũng đã được Đảng Cộng sản đặt ra cách đây ít nhất 10 năm, Việt Nam đã đạt được phần nào nhưng thực sự nó chưa phải là căn cơ. Căn cơ ở đây là ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản đã bị những con sâu mọt, con virus tham nhũng ăn sâu vào trong cơ chế, trong xương tủy của Đảng Cộng sản. Vì vậy lãnh đạo của Đảng phải nhìn cho rõ căn bệnh, căn cơ của mình là như thế nào để mà giải quyết chứ không phải là chỉ đốt một vài cành củi hay đốt cái này cái nọ lặt vặt. Kinh tế gia nhận xét một trong những vấn đề tham nhũng căn cơ của đảng Cộng sản chính là đạo luật đất đai của Việt Nam. Chính sách này là một trong những nguồn tạo ra tham nhũng ở đất nước này. Vì vậy, kinh tế gia cho rằng phải xóa bỏ luật đất đai đó đi, làm một luật đất đai mới hoàn toàn, trả lại quyền sở hữu tư nhân về đất đai cho người dân. Căn cơ thứ hai là, theo kinh tế gia, là cơ chế quản lý đảng viên, đừng tạo điều kiện cho đảng viên mua quan bán chức, khi có được chức quyền thì đàn áp áp đảo nhân dân. Một vấn đề nữa đó là đảng chỉ đạo cho bên chính quyền, các bên lập pháp, hành pháp, tư pháp nữa thì đó không còn là dân chủ, rất khó chấp nhận. Nhà nước pháp quyền là phải tam quyền phân lập, tư pháp phải được độc lập để công lý được thực thi, để xét xử được công bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đại diện cho dân, thế mà bị lãnh đạo bởi Đảng, ở đây là bí thư Đảng chỉ đạo, mà cái mô hình này còn đi vào tới tận bệnh viện, trường học, thậm chí là doanh nghiệp, đủ chỗ thì như vậy đâu còn là dân chủ nữa. Hình ảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Kinh tế gia đánh giá một điểm chưa rõ là hệ thống quản lý của Đảng đối với đảng viên được quy hoạch và những đảng viên đó phải có tinh thần như thế nào đối với trách nhiệm quyền hạn của mình. Nếu không có sự thay đổi thì sẽ dẫn đến đổ vỡ như các đảng cộng sản khác trước đây. Kinh tế gia cho rằng chúng ta phải hiểu rằng triều đại hưng vong là do ở con người, mà con người đó chính là chúng ta. Và trong chúng ta có những người có quyền hành, có những người chưa có quyền hành nhưng cũng có ý kiến chứ không nên chờ đợi đến lúc đổ vỡ hết cả kinh tế già nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng phải cố hết sức đi cân tận nhân lực anh làm được cái gì thì phải ráng hết sức làm thì lúc đó mới tri thiên mệnh tới lúc ấy sẽ thấy trời đất ra sao vận nước cụ thể thành quả thế nào đừng ngồi đó mà nói rằng tôi không làm được tôi không có quyền tôi không có lực tôi không có thế này thế khác rồi than thở cái đó không có và không được mọi người phải tận nhân lực phải tận nhân lực trong một tinh thần tích cực chứ không phải trong một tinh thần phá hoại một nền tự do dân chủ mỗi người công dân việt nam đều phải có trách nhiệm với đất nước không thể nào để cho sống chết mặt bay ai làm bậy gì thì làm trong khi nếu như mình có thể góp ý được thì mình góp ý ở trong một tinh thần thực sự cầu thị và cầu tiến kinh tế gia chỉ ngại rằng có một số bạn tự cho mình giỏi hơn người khác một đằng là không thèm nói ra mặt khác lại là quá khích cần phải có một tinh thần hợp tác cầu thị để cùng nhau đưa đất nước vươn lên để tìm ra con đường sống, con đường tiến cho cả một dân tộc, chứ không phải chỉ là chỉ trích, chê bai, thiếu xây dựng, hoặc là một thái độ khác là cầu an. Thông điệp của Kinh tế gia gửi đảng Cộng sản là nếu thấy vấn đề gì chưa thoáng thì phải làm mọi cách để cho nó thông thoáng, nếu thấy cái gì thiếu sót thì tìm mọi cách để mà sửa sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin Việt Nam cần thay đổi để tránh sụp đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo.d